Kính chào quý vị. Hôm nay thứ Tư, ngày 30 tháng 10 năm 2019. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần đầu của bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thẩm mỹ viện Sao Hà Thành, thành viên của tập đoàn MDC đã có buổi hướng dẫn chuyển giao phương pháp chăm sóc da tại nhà do các chuyên gia đến từ Hàn Quốc thực hiện. Hoạt động nằm trong sự kiện Festival Mỹ phẩm Lovely. Khách tham gia phần lớn là giới trẻ yêu thích làm đẹp, nhận thức cao về chất lượng của mỹ phẩm và nơi làm đẹp uy tín. Dòng sản phẩm Lovely được chiết xuất từ thiên nhiên đang được sử dụng tại các khoa da liễu và bệnh viện da liễu tại Hàn Quốc. Lovely cũng đã được chứng nhận chất lượng xuất khẩu qua Việt Nam. Sao Hà Thành còn được biết đến với đội ngũ bác sĩ, chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm cùng thiết bị tiên tiến được nhiều bệnh viện trên thế giới lựa chọn và sử dụng.